thương nhau, không ai mà tố ai hết. Chẳng qua là anh Thành anh chơi mạnh bạo quá nên mọi người hơi ghét anh thôi. Còn BB thì chơi dơ quá nên mọi người cũng thích luôn. Còn anh Ngô Kiến Huy với lại anh Jun Phạm thì chơi hèn quá, lúc nào cũng trốn nên mọi người mới không có thể nào mà hợp tác được. Còn anh Trương Thế Vinh thì sao? Chỉ có sức mạnh thôi, lúc nào cũng đi hả yêu thương nâng đỡ các em nên lúc nào cũng thua là đúng rồi. Còn Liên Bỉnh Phát thì sao? Chỉ được cái giai sức thôi, không có trí tuệ, không có yêu thương mọi người, không có đồng minh, chỉ biết chơi một mình thôi là thua là đúng rồi. Còn lại Ngọc luôn có những cái điều đó, tất cả mọi thứ, chơi dơ cũng có, chơi hèn cũng có, xảo quyệt cũng có, đôi khi ranh mạnh cũng có. Nói chung tất cả Ngọc đều có thì chắc chắn là Ngọc sẽ thắng nhiều hơn rồi. Có gì đâu mà phải tối nhau nào, anh Thành anh chơi dơ lắm mọi người ơi, BB chơi hèn lắm mọi người ơi. Là cô gái duy nhất trong dàn nghệ sĩ Running Man, Lan Ngọc có bất lợi gì? Bất lợi quá nhiều. Cái lúc đầu thì mình sẽ nghĩ là bởi vì mình là nữ nên mình sẽ được chiều chuộng nhiều hơn. Người ta gọi là một bông hoa trong nguyên một cái vườn ươm mà, thì chắc chắn là ai cũng sẽ nâng niu mình, cũng sẽ chăm sóc, cũng sẽ nhường nhịn mình. Nhưng không, hình như là mọi người không bao giờ nghĩ Ngọc là một cô gái, Ngọc là một người gọi là mềm yếu, cần được chở che đó. Mọi người chơi hết sức mình đi học trong tất cả mọi trò chơi luôn. Và đặc biệt là cái game cuối cùng là game xếp bảng tên, mà gọi là cái game mà lâu năm nhất của Running Man, thì mọi người chơi hết mình, hết sức, tay chân có bao nhiêu là mọi người chơi tới bến với Ngọc luôn. Thì trong cái chương trình này thì Ngọc về mỗi ngày, Ngọc đi quay về thì đều ôm phải những cái vết bầm ở trên người hay là sự đau đớn ở trên người. Nhưng mà thật ra mà nói thì cũng là anh em chơi vui thôi, đôi khi là quên mất Ngọc là con gái. Xong chương trình một cái là sẽ nhắc nhở lại các anh, nhưng mà đến ngày mai rồi các anh cũng lại quên nữa. Bởi vì Ngọc chơi, Ngọc liều mình quá, lớn có khi nhảy lên đầu, đè đầu cưỡi cổ rồi hả bứt tóc này nọ, mọi người cũng đâu sợ đâu. Lật Ngọc lại một cái rồi xé bản tên nó dễ dàng lắm. Nhưng mà vui, thật sự là không có đi quay chương trình này mỗi một ngày Ngọc cũng nhớ dữ lắm. Vậy trong dàn nghệ sĩ tham gia thì ai là người đáng gần nhất? Nè, đúng là mọi người quên một điều là ở trong cái nhóm 7 người này không phải là có một người con gái, mà có tới 2 người lận, đó là BB Trần. Mà đây là một cái cô gái mà gọi là sức mạnh của một người đàn ông. Rồi vừa có mưu mẹo của một con cáo, nói chung là ghê gớm lắm, chơi dơ lắm. Nên thành ra từ đầu tới giờ là BB là người thắng nhiều nhất mà không thể nào tưởng tượng được luôn á. BB rất là khỏe, rất là dai sức. Thì Ngọc với BB thường là hợp tác với nhau nhiều nhất để mà đi chiến đấu chống lại những anh chàng ở ngoài kia. Tham gia chương trình thì Lan Ngọc có gặp chấn thương gì không? Đâu. Ngọc là cái thành viên mà gọi là nhẹ nhất rồi, là chỉ có bị bầm dập thôi hoặc là bị chấn thương này nọ. Chứ còn lại các anh kia là bị gãy tay nè, có người bị trật khớp luôn, có người là bị bong gân luôn, nguyên một cái tay luôn. Nhưng mà đâu có sao đâu, ngày mai vẫn chơi bình thường, vẫn nhiệt liệt, vẫn thích thú, vẫn khoái chí lắm. Chấn thành tố Lan Ngọc chơi dơ vì sao vậy? Không nha, trong cái chương trình này nếu bạn không chơi dơ bạn sẽ không bao giờ thắng. Nên mọi người hãy coi đi, mọi người sẽ biết liền. Vậy Trấn Thành đối với Lan Ngọc như thế nào? Tại vì anh Thành đó là cái người mà đóng chung với Ngọc trong bộ phim Cô Lại Vừa Bầu, thì Ngọc nghĩ là cũng sẽ có một cái sự yêu thương nào đó hơn so với những khách mời hoặc là so với lại những người còn lại. Nhưng mà không, trong tập ngay tập đầu tiên thôi, anh Thành là cái người đạp vào bụng Ngọc, đánh vào tay Ngọc rồi giật Ngọc xuống. Trời ơi, Ngọc không nghĩ là lúc đó lui đi ra mà mình còn đang suy nghĩ trong đầu là ủa, tôi là con gái mà tại sao tôi bị cái gì vậy, tôi bị bao nhiêu người đàn ông tấn công mà không thương tiếc như vậy, tại sao vậy? Và sau đó tôi mới hiểu được là chỉ vì gọi là chữ trò chơi thôi, chỉ vì cái gọi là thắng thôi nên mọi người đã bất chấp hết tất cả mọi thứ và không coi tình anh em, tình nghệ sĩ ra gì nữa rồi. Thì đó, từ đó trở đi là chúng tôi có một cái chương trình mới hơn, đó chính là Tiêu Diệt Trấn Thành.
Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.